Đây là đổ bánh xèo trong nhà hàng là lường bao nhiêu con tôm, bao nhiêu miếng thịt rồi á các bạn. À, chua mà chua thanh lắm nha. Ở đây mình bán chỉ buổi tối trong chợ đêm này thôi ha chị. Dạ. Một ngày cô nói là bán 1.000 ổ mà, nhưng mà hình như cuối tuần sẽ nhiều hơn chứ. Không có lượng khách của chị nó đều. À đều. Get go. Trời ơi là trời, cá nó lộn mèo kìa. Quá trời luôn. Mà đâu có thấy đồ ăn gì đâu mà sao nó lộn mèo lên vậy? Hình như là có một cái ống nước từ ngoài sông dẫn vô trong này, nó đang đẩy nước vô nè. Cá nó thích lội ngược chiều đó kìa. Con cá kia nó đang lội ngược chiều dòng nước kìa. Anh cô nghĩ là cái ao cá này là của nhà hàng, và họ giống như là làm cái mô hình mà nguyên liệu là tự xử lý luôn á, là đem cá trên này xong rồi đem lên nhà hàng để làm thịt phục vụ cho thực khách. Xin chào các bạn, mình là Ánh, các bạn đang xem kênh của Ánh Cua. Ánh Cua đang ở Cần Thơ và đây là sông Cần Thơ này các bạn. Thì từ nhà hàng Lúa Nếp, mình sẽ nhìn ra thấy cầu Cần Thơ ở view bên kia. Bình thường là Ánh Cua tới đây ăn trưa, từ Sài Gòn mình về Cà Mau mình sẽ ghé đây ăn trưa, mà thường là ngồi ở ven đây nè. Nhưng mà bữa nay là bàn này thì đã đặt rồi, và nguyên một cái dãy ở ven sông là đã full bàn hết, cho nên là Ánh Cua phải ngồi bàn ở phía trong. Hôm nay gió rất là mạnh, tóc bay, gió mạnh dữ lắm luôn á. Và bây giờ Ánh Cua dẫn các bạn tham quan phía trong bên nhà hàng nha. Wow. Bánh xèo này, bánh xèo này mình xào với củ hủ dừa hay giá vậy cô? Củ hủ dừa đúng ngon luôn. Tôm nè, thịt heo nè, đậu xanh. Đây là đổ bánh xèo trong nhà hàng là lường bao nhiêu con tôm, bao nhiêu miếng thịt rồi á các bạn. Chính xác luôn. Cô giấu nghề, cô để túi ở dưới. Đậu xanh. Cái bột này là mình có trứng gà đánh không cô? Dạ. Có hộp vịt. Dạ. Rồi nước cốt dừa, bột bánh xèo. Tôm nè. Đây là tôm, hình như tôm đất hả cô? Hay tôm bạc? Tép bạc. À tép bạc. À ở đây có bánh xèo vịt xiêm luôn hả? Ừ nè, xiêm nè. Bánh xèo vịt xiêm là cái nhân ở trong bằng thịt xiêm xiêm á. Dạ, vịt xiêm mình đó cô. Vịt xiêm mà con màu lông đen đó. Đúng rồi, xiêm mình trắng thì xiêm mà. Dạ, vịt. Bình thường á là nhân bánh xèo á là người ta đổ thịt heo với tôm. Nhưng mà vịt xiêm á nó ngọt và nó dai và nó không có mỡ. Nhưng mà thịt vịt xiêm nó ngon hơn thịt heo chứ. Anh cua vẫn thích ăn cái nhân vịt xiêm hơn. Bình thường con thấy người ta chiên bánh xèo á, dầu mỡ nhiều lắm, sụt sụt lên. À nó tự chốc ra thôi. Còn bình thường người ta chiên á là giống như cái dầu nó nổi luôn á. Chiên kiểu này nè, mình ăn nó không có bị ngán và ít dầu mỡ, ăn vẫn thích hơn. Ở nhà hàng này rất là rộng lớn luôn. Và các bạn thấy cái trần nhà thôi á là biết là cao luôn á. Như là muốn kiểu như đông người mà gia đình riêng tư chút xíu, mình có thể đổi qua bên đó ngồi. Đây nè, mình có thể đi ra đây. Trời ơi, không gian ở trong nhà hàng này rất là rộng luôn, là biết bao nhiêu ao. Cái ao cá bên kia rồi kéo dài qua đây nguyên một cái ao sen bự. Có một cái sân khấu ở giữa hồ luôn. Chắc là buổi tối là cuối tuần gì đó là có trình diễn quá. Sẽ order những món đặc sản tại Lúa Nếp, cũng là đặc sản miền Tây, và những món mà đặc sản miền Tây mà Ánh Cua chưa từng ăn luôn. Mình người miền Tây nhưng mà những món này lần đầu tiên mình thưởng thức. Chêm một cái lẩu thanh trà cá hô.
Nhưng mà cho em thêm một cái dĩa trái thanh trà. Dạ không có trái thanh trà chị. À không có hả? Nhà hàng em máy đủ thôi, trong ngày đang làm lẩu thôi. À làm nước, đã làm nước lẩu ra rồi. À, rồi vậy thôi cho em cái lẩu thôi. Ở đây một cái lẩu là thanh trà là 450 ngàn. À. Rồi cho em một chả giò lúa nếp nè. Tới đây là phải ăn chả giò kiểu nhà hàng lúa nếp. À, một cái tép, tép gì mà tép mình xào khế đó, không phải. À, tép gì mà xào khế đợt trước em ăn nó ngon lắm. Tép, tép chấu đúng rồi. Vậy mình kêu thêm một món mặn nữa là cá kho hả? Ở đây em có cá sốc sọc kho. Cá gì chị? Cá sốc sọc. Cá sốc sọc hả? Cái con nó nhỏ nhỏ, nó dẹp dẹp á. À, bữa nay anh cua là kêu buổi trưa cho 4 người 7 món. Ok chị lại cá sóc sọc kho. Đây, chả giò lúa nếp. Tép tiên. Tép gì? Tép chấu sốt bánh đa. Đây lại. Còn cái lẩu thì ở đây phải chờ 4 giờ trước tiên mình sẽ ăn cái món này trước. Rồi mà cả nhà ăn cơm nha. Lần đầu tiên mà anh cua ăn cái con cá cá sóc sọc này luôn á. Rồi anh cua ăn cái chả giò của sốt tẻ nướng nếp nha các bạn. Chả giò xong mình cắt ra nó băng như vậy luôn. Có hạt sen nữa. Mà cả nhà nha. Ở ngoài rất là giòn, ở trong thì làm rất là tươi mát, rất là nhiều rau củ đó. Có thịt nữa mà ít ít thịt rau nhiều. Còn cái hạt sen nó bùi bùi thơm thơm á. Không thích lắm, cũng được thôi chứ không ok lắm. Mình thấy nó nhỏ nhỏ nhưng mà không nghĩ là nó mỡ nhiều như vậy. Có vẻ béo nha. Hơi béo. Cá này nhỏ mà mỡ nhiều quá. Rồi hết giòn rồi, nãy giờ để ra ngoài gió hết giòn. Tại vì nhà hàng mà gần gió nó mạnh quá cũng khổ các bạn. Cô bả chiên bánh xèo mà bả cứ bắt than hoài. Này tép chấu xúc bánh đa, nhưng mà tại vì do bánh đa nó hết giòn rồi cho nên là anh cua không xúc bánh đa, xúc đũa. Thơm, tôm ngọt mặn mặn. Ốc bu luộc cơm mẻ. Cái nước cơm mẻ này là chua nha. Tại vì anh cua nghe cái mùi là nó, mình nghe được cái mùi chua của cơm mẻ luôn á. Ý, cái này phải chấm với nước cơm mẻ chứ hả? Phải chấm với cơm mẻ đúng không? Nhưng mà ở đây không cho nước chấm với cơm mẻ. Như thiếu nước chấm hay sao á. Chắc phải chấm nước mắm đỡ này. Chấm ốc mình chấm với gì chị? Ủa vậy hả, nhà hàng mình phải có nước chấm đi với món này chứ. Chấm nước mắm cũng được hả? Ừ. Ok. Mình ốc thì mình có nước chấm gì? Muối tiêu. Muối tiêu hoặc là cơm mẻ dầm ra xong rồi cái mình chấm với nước cơm mẻ. À, cái cơm mẻ không có hả? À vậy là có muối tiêu ớt thôi. À, vậy cho em muối tiêu ớt đi.
một chén thôi. Bữa nay là do mình tới trễ, với lại là ngày cuối tuần khách đông quá cho nên là hơi không hoàn hảo lắm. Các bạn xem cũng thông cảm nha. Chứ anh cua cũng hoan hỷ lắm mà. À, mình ăn cơm thôi, đói bụng mà. Giờ cho gì ăn đó. Đây là cá hô ha chị. Cá hô lẩu thanh trà, nhưng mà có một cái là thanh trà đã chế biến ra thành nước lẩu hết rồi. Bây giờ mình muốn mua trái thanh trà thì ở đâu hả chị? Cầu Cần Thơ chỉ có bán khu đó thôi. À, vô chợ nữa rẻ không chị? Mấy chục là mấy chục, để nhiều khi em sợ hú giá luôn. Cảm ơn chị nha. Mà các bạn, cái trái thanh trà là đúng giống là màu áo bà ba của chị gái đó bận luôn. Với lại là tối nay là anh cô sẽ ra bến Ninh Kiều để mình xem cái đường phố đi bộ. Tại vì vừa mới khánh thành phố đi bộ cách đây cũng không lâu, để mình ra ngoài đó coi là nhộn nhịp như thế nào, với lại là coi có khác gì so với phố đi bộ ở Sài Gòn hay không. Thôi bây giờ chín rồi đó, giờ mình nhúng rau vô nha. Có điềm rồi. Nãy ăn quên mời à? Ủa có mà. Mới vô là bạn cái chén nó vô. Hồi nãy vô là cameraman là làm bể cái chén mà đâu có đụng gì đâu, tự nhiên rớt xuống bể vậy đó, gió thổi á các bạn. Hả? Cuối cùng chưa biết cây gì hả? Đây là rau nhút. Ôi trời, ở đây là cái mâm rau ánh cua cớp nè nha. Đây là rau muống đồng nha các bạn. Tại vì cái cọng của nó hơi đỏ đỏ nâu nâu nè. Là cái rau muống đồng là ăn nó giòn hơn là cái rau muống, cái cọng rau muống mà màu xanh này nè. Đây rau muống đồng. Rau muống đồng, lẩu thanh trà là rồi bông súng rồi. Cái này đố bé Quỳnh là cái gì? Dạ là cái gì? Thèo nèo. Gì? Thèo nèo. Đâu đâu mày nói lại thèo coi. Nèo. Thèo nèo hả? Ồ, đặt tên mới luôn ta. Ủa? Cù nèo. Cái này là cù nèo phải không chị? Dạ, cù nèo. Cù nèo chứ không phải thèo nèo nha. Ai ăn bún thì ăn nha. Đây em trả lại cái giá nè. Vậy em húp thử cái nước lẩu của cái trái thanh trà này đi. Thường các bạn đi về miền Tây á, từ Cần Thơ, ở cầu Cần Thơ á, là dưới dốc cầu mà từ bên Cần Thơ mà đi qua Vĩnh Long á, là hai bên đường là người ta bán cái trái thanh trà này rất là nhiều. Nó mà chảy ứa nước miếng. Tại vì cái trái thanh trà này á, ăn kiểu chơi chơi mà mình chấm muối hoặc là mình làm nước uống cũng rất là ngon. Nó kiểu nó chua chua mà nó thanh mát lắm. À, chua mà chua thanh lắm nha. Nhưng mà cái nồi lẩu này là có vị ngọt của đường rồi. Nhưng mà đỡ chua nhiều hơn. Ngon. Vớt vát lại cái lẩu nha cả nhà ơi. Mừng quá. Bây giờ hoan hỷ rồi nè. Hoan hỷ lại rồi nè. Wow. Các bạn thấy cái da nó nè, nó cuộn cuộn giống như là cái bông tiết mà nấu chè vậy đó. Nè. Nó dai chứ nó không có giòn. Mềm. Cá này thịt cũng mềm mà cũng nhanh chín. Nhưng mà cái lẩu này là hồi nãy kêu ra cuối cùng á các bạn là cũng phải hơn 30 phút mới ra cái lẩu này. Bình thường mình đi thì chắc cũng không lâu tới đó đâu. Hoan hỷ. Xôi gà ở trên này
Nhưng mà anh cua sẽ giới thiệu cho các bạn một điểm cũng nổi tiếng ở tại Ninh Kiều, Cần Thơ. Đây, đây là khu ẩm thực. Cơm cháy à? Cơm cháy má bảy hình như. Ủa cơm cháy này hình như có chi nhánh ở Cà Mau đúng không anh? Dạ đúng rồi chị. À, em ăn rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Rất ngon. Đây bánh cơm cháy. Ở Cà Mau có chi nhánh mà anh cua đã ăn rồi, review rồi ăn cũng rất là ngon. Mà nhân viên này cũng dễ thương nữa, ở dưới Cà Mau còn dễ thương ác nữa. Đi qua đây. Kem Thái Lan, kem kẹp Singapore. Cái này là cái gì? Bánh đậu xanh. À bánh đậu xanh. Nhưng mà nắng ở ngoài nhìn tính đâu trái cây. Đây là thế giới đồ ăn. Đây là thế giới đồ ăn của ánh cua ngày hôm nay. Bây giờ mình ở đây có rất là nhiều đồ ăn mà nhìn rất là quá nhiều luôn. Bánh bạch tuộc. À bánh bạch tuộc là cái bánh takoyaki, bánh ẩm thực đường phố của Nhật Bản. Ở đây là vừa ẩm thực Thái Lan, Nhật Bản, rồi Việt Nam là đương nhiên là có rồi đó anh. Sơ gà này nhìn hấp dẫn ha. Dạ không có chị. Ồ, cải sơ bấu. Ở đây mình bán chị buổi tối trong chợ đêm này thôi ha chị. Dạ. Tteokbokki của Hàn Quốc. Bánh gạo. Ồ. Nghe hơi cay nhiều nha. Em không ăn cay được. Cay vừa hả? Cay vừa hả? No quá à. Hay là mai ghé nha. Cũng được. Cũng được. Rồi mai em ghé. Pháp. Pháp với Thái Lan. À, là mình về mình chế lại đúng không? Mình làm cái kiểu cho nó Việt Nam hơn, dễ ăn. À mình có biến tấu chút xíu theo người Việt. Khẩu vị của người Việt Nam. À, có chà bông rồi sốt. Sốt mayonnaise rồi tương cà tương ớt luôn hả? Đúng rồi. Ừ. Rồi anh chuẩn bị biểu diễn. Ồ. Cái này làm quen mới làm được nha. Xôi gà Mỹ Đức. Rồi xong, vậy là ánh cua đã đi hết một vòng chợ đêm ẩm thực của bến Ninh Kiều hôm nay. Đi ra ngoài luôn. Rồi bị chặn lại luôn. Phải vượt qua cái rào bên kia mới tới. Ủa chú, hồi nãy chú nói là cái xôi ba cô là ở đây quẹo phải không? À quẹo đây là tới rồi. Là chỗ bán bánh mì. Dạ. À là có ba cô gái bán xôi. Đi đây quẹo phải. Đi tìm ánh cua đang tìm một cái quán xôi ba cô. Ủa xôi ba cô ở đâu? Đâu có. Để lại hỏi bánh mì xôi nằm ở đâu. Ủa cô ơi, cho con hỏi cái xôi ba cô ở đâu vậy cô? Kế bên đó cô. À cảm ơn ạ. À.
Dạ. Ủa đây luôn nè. Xôi ba cô. Anh ơi, lấy cho em một hộp xôi đầy đủ. Ớt sắc hay là tương ớt? Hả? Ớt bằm hả? À ớt này hả? Đừng để ớt anh ơi. Tính đâu tương ớt thì được. Ủa? Em tưởng đâu là xôi ba cô là ba cô gái chứ. Cái này của bánh mì ba cô gái lại. À bánh mì ba cô gái. À là ba chị em gái đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là mẹ em. À là cô luôn phải không anh? À bánh mì. Đây là bánh mì ba cô gái và có bán xôi nữa. Ồ, các bạn nhìn thấy ở phía bên ngoài là khách đang đứng ở ngoài để mua đem về rất là nhiều. Ủa cô ơi, ở đây mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? Sáng 6 giờ trên dưới 10 giờ trưa, chiều 4 giờ rưỡi ra bán, cứ cô trên 4 trên 10 9 10 giờ chiều tối. À, cô bán buổi sáng có chút xíu thôi, à, xong rồi là chiều mình bán cho tới tối luôn. Tới 10 cũng trên dưới 10 giờ. À, cũng từ 4 rưỡi chiều cho tới 10 giờ đêm. Nhưng mà hình như con thấy hình như là bánh mì ở đây là có đầu tiên hơn xôi mà đúng không? Đúng xôi rồi. Sau này xôi thì mới chừng bán chừng 6 năm, còn bánh mì 30 năm. Bánh mì 30 năm nha các bạn. À, một ổ có 20 ngàn hả cô? À, là đầy đủ hết trơn hả? Đầy đủ. Vậy cô làm cho con một ổ ha. Cái này ổ này cô đang làm 20 ngàn hả? À, bây giờ cô đang làm một cái ổ 20 ngàn để coi là đồ ăn như thế nào nha. Gà xé, dưa chua, dưa leo. Em chơi á. Em chơi shipper có hộp xôi không ớt nha dòng gì. Ôi các bạn ơi, đang rất là đông, khách đang bao vây tứ phía. Ủa không ớt cái kia qua vậy? Ủa không nguội có ớt không? Quá đông luôn. Có bán qua app nữa nha. Thấy có bày mìn nè. Cái này pate là mình tự làm hay sao cô? Tất cả đồ chị làm nhà hết. Ờ, tự làm nhà hết. Vậy có bánh mì rồi nhà lấy. Không dư không ngủ của ai thấy? Một không dư không ngủ có ngọt của ai? Bán nhiều không cô? Bao nhiêu ổ? Ngàn ổ à? Ngàn ổ. Một ngày cô nói là bán 1000 ổ. Mà nhưng mà hình như cuối tuần sẽ nhiều hơn chứ. Không có lượng khách của chị nó đều. À đều đều. Bây giờ anh cô mới biết là bánh mì ba cô gái là ba chị em gái ruột. Là bán từ đầu tới bây giờ luôn hả cô? Ngay từ lúc mở quán luôn. Từ lúc mở quán thì ba chị em ruột. Dạ. Nhưng sau này rồi đi nước ngoài hết mấy người, rồi có chị dâu. Dạ. Giờ còn chị dâu. Là chị cô là thứ mấy cô? Thứ năm. Cô năm. Dạ. Đây là một xôi ba cô gái nổi tiếng ở Cần Thơ nha các bạn. Đây là có xá xíu nè, lạp xưởng, rồi nước sốt, rồi trứng với gà xé. Đó. Ủa, có cải xà bấu nữa hả? À có cải xà bấu nữa. Rất là đặc biệt. Thôi anh cô mời cả nhà nha, anh cô sẽ ăn thử một miếng xem như thế nào. Mình đang gọi bánh mì. Hai con bơ có một không? Cô đang làm bánh mì. Đây, mời cả nhà nha. Đứng đây ăn luôn. Tại vì ở đây là bán đem về. Hai con bơ có một không? 40. Ủa mì của em là có ớt không? Dạ có ớt. Mà thịt gà rất mềm nha. Cái xá xíu cũng rất là mềm. Nhưng mà trong cái nguyên liệu này chắc con nghĩ xá xíu là làm lâu nhất ha cô ha. Ừ. Xá xíu làm chắc là mất cả ngày quá.
À, ướp nó cũng phải là trên cỡ 7-8 tiếng rồi nó mới 7-8 tiếng mới thấm. Tại vì thường là anh cua biết là trong xá xíu này hình như là mình ướp có những cái gia vị của người Hoa. Cho nên là cái mùi giống như có mùi thuốc bắc nữa, nó thơm thơm. À, hai ổ của con làm xong rồi phải không? À, để lát để con ăn hết hộp xôi này con ăn hai ổ đó. Hai ổ của chị Bông mà không ở hết luôn. Cô nói con ăn không hết hả? Không tin hả? Nó thấy ổng hả? Cô không tin đến cô ăn hết hai ổ bánh mì nữa. Để con ăn hết hộp xôi này rồi con sẽ làm cho cô tin. Nó chả sữa bóng nó không phải nó mặn mặn giống như mình thường ăn. Hình như cái này chắc cũng là kiểu mà ngâm nước rồi cái mình bóp nhiều lần á cho nó giả cái muối ra. Tại vì cái cả củ cải trắng mà ngâm muối mà để cho nó teo lại thành cái củ cải sa bấu là củ cải muối á. Bình thường là người ta làm bằng củ cải trắng á, là nó mặn lắm. Nhưng mà cái này nó giòn giòn, nó không có bị mặn. Ở đây bánh mì á là cái chả lụa với cái chả lạnh hả cô? Là sắc cục cục vuông vuông chứ không phải như người ta sắc lát mỏng. Tại sao vậy cô? Sao cô lại cắt khúc khúc vậy? Từ lúc đầu mình bán vậy rồi đó. À do ngay từ lúc đầu mình bán vậy rồi tới bây giờ giữ y như cũ luôn. U như kỹ luôn. Không cô? Nhưng mà ăn như vậy thì thích hơn đúng không? Cắn ngập răng. Ổ bánh mì nó không quá bự nha các bạn. Nhỏ nhỏ xinh xinh. 22 cm. Đồ hay dữ lên. Nhưng mà anh cua rất là thích kiểu chả cắt cục cục vậy nè. Này là hình khối vuông. Hồi đó học hình học dở lắm cho nên giờ đây là hình vuông khối đúng không? Hình khối. Bánh mì rất là giòn. Tại vì cô không có để bánh mì ra phía ngoài tủ các bạn thấy nè. Để có mấy ổ để làm thôi. Mà nướng xong mà đem ra. Xong rồi vô trong nướng tiếp đem ra. Cho nên là ai mà mua ổ bánh mì ngay lúc đó là nóng giòn tại chỗ luôn. Cái phần pate với chà bông mà chà bông heo rất là ngon mà ăn không có bị nói chung là đồ ăn nhưng vừa phải so với cái ổ bánh mì này luôn á, không quá ít cũng không quá nhiều. Ở Sài Gòn á các bạn có nhiều bánh mì nhưng mà anh cua chỉ có chọn một cái địa điểm ở tại Sài Gòn là bánh mì Xuyến gì trên đường Trần Quốc Thảo gì đó, là nó vừa phải thôi, nó nhỏ nhỏ như thế này nè, ăn vừa đủ no luôn, không quá dư mà cũng không thiếu nữa. Nhưng mà nói chung là ở cũng có nhiều thương hiệu bánh mì nổi tiếng, quá nhiều đồ ăn, mình ăn nửa ổ không hết luôn. Thì nói chung là cũng rất là hot ở Sài Gòn, nhưng mà mình ăn có một lần một à. Mình chưa có order lần thứ hai nữa tại vì ổ bánh mì đó cũng khá đắt. Nhưng mà đối với cái ổ này giá 20.000 mà đồ ăn nó vừa phải với lại là làm rất là có tâm trong cái phần mà nguyên liệu. Cô nói là tất cả các nguyên liệu đây là nhà tự làm hết. Điểm đặc biệt, một ngày bán 1.000 ổ bánh mì. Là các bạn hiểu rồi. Cái sức hút của bánh mì là từ bán 30 năm tới giờ. Anh cua đang đứng ở tại bến Ninh Kiều và tối ngày hôm nay là cũng tham quan rất là nhiều trải nghiệm từ phố đi bộ Cần Thơ, phố ẩm thực và những tiết mục giải trí ở tại phố đi bộ nữa. Thì vừa mới đứng đây thì có một cô giới thiệu với anh cua đi một cái tour chợ nổi từ 5 giờ sáng. Ủa vậy là 5 giờ sáng là mình phải dậy từ 4 giờ chuẩn bị hả cô? 4 giờ rưỡi thôi đó.
4 giờ rưỡi báo thức. Nhưng mà con chuẩn bị lâu lắm. Hello anh. Dạ chào anh. Thì nhưng mà 5 giờ chắc con dậy không nổi. Đi 7 giờ. 7 giờ đi luôn. 7 giờ đi tới 8 giờ có 1 tiếng một à. 7 giờ đi có 9 giờ rưỡi về. 9 rưỡi về. Thôi bây giờ thì ngày mai thì để tối nay ánh cua họp bàn đào lại xem là mình quyết định mình sẽ đi đâu. Còn có nhiều địa điểm mình muốn đến lắm. Và bây giờ thì ánh cua sẽ kết thúc video ở đây. Nếu mà các bạn có yêu thương ánh cua thì hãy subscribe kênh của ánh cua để không bỏ lỡ những video sắp tới nha. Còn bây giờ